Hồi 4 giờ ngày 2 tháng 10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,6 độ vị Bắc, 119,2 độ Kinh Đông trên vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14, cấp 15 từ 150 tới 183 km h giật trên cấp 17. Đến 4 giờ ngày 3 tháng 10, bão di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc với tốc độ khoảng 5 km h và suy yếu dần trên khu vực phía Nam Đài Loan, Trung Quốc. Sức gió mạnh nhất cấp 11, cấp 12 giật cấp 15, vùng ảnh hưởng là phía đông bắc khu vực Bắc Biển Đông, độ rủi ro thiên tai cấp 3. Đến 4 giờ ngày 4 tháng 10, bão di chuyển theo hướng đông bắc với tốc độ khoảng 10 km/h, cường độ tiếp tục suy yếu dần trên vùng biển phía đông bắc Đài Loan Trung Quốc, sức gió mạnh nhất cấp 8 giật cấp 1, vùng ảnh hưởng là phía đông bắc khu vực Bắc Biển Đông, độ rủi ro thiên tai cấp 3. Đến 4 giờ ngày 5 tháng 10, bão di chuyển theo hướng bắc đông bắc với tốc độ khoảng 10 km/h và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía đông bắc Đài Loan Trung Quốc, sức gió mạnh nhất là cấp 6 giật cấp 8. Từ 72 đến 96 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng bắc tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km và suy yếu thành một vùng áp thấp Do tác động của bão, vùng biển phía đông bắc khu vực Bắc Biển Đông, phía bắc vị tuyến 18,5 độ, phía đông kinh tuyến 117,0 độ, gió mạnh cấp 9 đến cấp 11, vùng gần tâm bão cấp 13, cấp 15, giật trên cấp 17, sóng biển cao 8 tới 10 mét, biển động dữ dội. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều chịu tác động của rông lốc, gió mạnh và sóng lớn. Về tình hình mưa lớn, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, từ 3 giờ 40 phút đến 8 giờ 40 phút vào ngày 2 tháng 10, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An tiếp tục có mưa với lượng phổ biến như là Bắc Bộ, Thanh Hóa, mưa từ 0 đến 5 mm, Nghệ An, mưa từ 5 đến 10 mm, có nơi trên 30 mm. Cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều huyện thuộc các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyền Quang, Phú Thọ, Bắc Cạn, Cao Bằng, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An. Độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc là dòng chảy cấp 1, riêng các tỉnh Lào Cai, Yên Bái cấp 2. Trên khu vực Hà Tĩnh, Quảng Bình, từ 5 giờ 50 phút đến 10 giờ 50 phút vào ngày 2 tháng 10, tiếp tục có mưa với lượng phổ biến ở Hà Tĩnh, từ 20 đến 50 mm, có nơi trên 100 mm. Quảng Bình, mưa từ 30 tới 60 mm, có nơi trên 120 mm. Cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại các tỉnh trên, đặc biệt là tại các huyện Đức Thọ, Hương Khê, Hương Sơn, Kỳ Anh, thị xã Kỳ Anh, Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh, Bố Trạch, Lệ Thủy, Minh Hóa, Quảng Ninh, Quảng Trạch, Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình. Độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy cấp 1 lũ quét sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường uy hiếp tính mạng của người dân gây tắc nghẽn giao thông cục bộ làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện phá hủy các công trình dân sinh kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất hoạt động kinh tế xã hội trên sông Thao, từ 4 giờ 30 phút đến 9 giờ 30 phút ngày 2 tháng 10, lũ trên sông Thao tại Yên Bái tiếp tục xuống và ở trên mức báo động 1. Trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, lũ trên sông Thao tại Yên Bái tiếp tục xuống dưới mức báo động 1. Cảnh báo ngập lụt giảm dần tại khu vực trũng thấp, phường Yên Ninh, phường Hồng Hà, phường Minh Tân, phường Nguyễn Thái Học, phường Nam Cường, phường Đồng Tâm, phường Hợp Minh, xã Tuy Lộc, xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái, thị trấn Cổ Phúc, Quy Mông, Kiên Thành, Báo Đáp, Việt Thành tại huyện Trấn Yên, thị trấn Yên Bình thuộc huyện Yên Bình, thị trấn Mậu A, Mậu Đông, Đông An, Đại Phác, Mỏ Vàng, Viễn Sơn, An Phú, An Thịnh, Yên Hợp thuộc huyện Văn Yên, độ rủi ro thiên tai do lũ cấp 2. Lũ trên các sông suối lên gây ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, ảnh hưởng tới các hoạt động như giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, dân sinh và các hoạt động kinh tế xã hội. Tối ngày 1 tháng 10, ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Yên Bái cho biết, tính tới 20 giờ cùng ngày, trên địa bàn tỉnh có một người tử vong do bị sát đánh, nạn nhân là chị Triệu Thị Tê, sinh năm 1995 ở huyện Văn Chấn. Mưa bão cũng làm 113 căn nhà trên địa bàn toàn tỉnh Yên Bái bị thiệt hại. Cơ quan này cũng cho biết, mực nước trên sông Hồng tại Yên Bái đang lên nhanh, lúc 20 giờ ngày 1 tháng 10 là 31,50 m, trên báo động hay là 0,5 m sông Ngòi Thia là 42,53 m, dưới báo động 1 là 1,97 m. Trong đêm ngày 1 tháng 10, trên địa bàn phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái, nước sông Hồng đã tràn vào đường Thanh Niên và đường cây sông Hồng ở các khu vực trũng thuộc các tổ dân phố Hồng Tân, Hồng Phú, Hồng Thái, Hồng Thanh. Đây là lần thứ hai trong thời gian chưa đầy một tháng qua, người dân thành phố Yên Bái bị ngập úng do nước sông Hồng lên cao. Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, người dân đã chủ động khẩn trương dọn dẹp nhà cửa, chạy lũ trong đêm. Dự báo trong đêm ngày 1 tháng 10, mức nước sông Hồng tiếp tục lên nhanh khoảng 32,8 m, trên báo động 3 là 0,8 m. Trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, lũ trên sông Hồng có khả năng đạt đỉnh, sau xuống và ở trên mức báo động 3. Mưa lớn tại Lào Cai, làng nủ bị chia cắt mưa lớn tại Lào Cai khiến nhiều nơi bị ngập úng, một số tuyến đường sạt lở ghế tắc giao thông. Tại làng Nủ, những ngày qua cũng xảy ra mưa lớn, khiến tuyến đường vào trung tâm bản bị chia cắt. Thông tin từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, tỉnh Lào Cai cho biết, từ ngày 30 tháng 9 đến sáng ngày 1 tháng 10, trên địa bàn có mưa vừa và mưa to. Một số địa phương trong tỉnh tiếp tục xảy ra lũ quét trên các sông, suối, sạt lở đất ở một số tuyến đường, gây ách tắc giao thông tại huyện Bảo Yên, sạt lở lớn đoạn km 79 quốc lộ 279 thuộc địa phận thôn Bản Bông 3, xã Bảo Hà diễn ra rất phức tạp. Bùn đất từ trên sườn núi chảy xuống lòng đường, ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc đi lại của người dân. Tại km 78, đất đá sạt lở với lượng lớn đã lấp lòng đường, khiến giao thông qua đây bị chia cắt. Hiện đơn vị bảo trì đường bộ đang đưa máy móc đến các điểm sạt lở để dọn đường và khắc phục hư hỏng. Bí thư đảng ủy xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, Vũ Thị Tư cho biết, Ba ngày qua trên địa bàn xã mưa lớn kéo dài, đặc biệt tại thôn làng Nủ, nước suối đổ về rất lớn, tuyến đường chính vào nhà văn hóa đã bị cô lập. Bà Tư cho biết thêm, khu vực tái định cư làng Nủ hiện nay đã hoàn tất các thủ tục về bàn giao, đền bù cho các hộ dân tại khu vực đổi sim. Đơn vị thi công đang nỗ lực tập trung nhân lực và máy móc, sàn gạt tạo mặt bằng, sẵn sàng cho việc xây dựng các căn nhà cho người dân. Tuy nhiên mưa lớn khiến việc thi công gặp nhiều khó khăn. Tại huyện Bát Sát mưa lũ đã làm ba bảy nhà bị ngập nước xã Quang Kim 36 nhà, xã Bản Vược 1 nhà. Ngoài ra mưa lũ còn gây thiệt hại về hạ tầng giao thông như đường tỉnh 155, đoạn xã Mường Hum bị sạt ta luy dương gây chia cắt giao thông. Đường từ xã Trịnh Tường đi xã Y Tý, đoạn thôn Nà Lạc, Tùng chìn xã Trịnh Tường đã bị lũ gây sụt sạt nhiều đoạn, khiến các phương tiện không thể lưu thông. Tuyến đường từ thôn Nậm Tròn đi thôn Tạc, Cầu Liềng, Xéo Phìn Than và Dìn Pèng, xã Cốc Mì cũng bị sạt lở nhiều điểm, với ngầm tràn Nậm Tròn bị trôi gây chia cắt giao thông. Tại thị xã Sapa, mưa lớn đã làm xuất hiện nhiều điểm sạt ta luy trên đường tỉnh 155, đoạn qua xã Ngũ Chỉ Sơn dẫn đến tắc đường. Mưa lớn cũng khiến nước trên các suối dâng cao, địa phương khuyến cáo người dân tuyệt đối không đi qua ngầm tràn khi nước chảy xiết và không đi gần bờ suối để tránh thiệt hại về người và tài sản. Tại thành phố Lào Cai, nước trên suối Ngòi Đum dâng cao khiến các khu vực gần suối dọc theo quốc lộ 4D thuộc địa phận phường Bắc Cường, Kim Tân và xã Đồng Tuyển bị ảnh hưởng gây ngập lụt. Sáng 30 tháng 9, báo Tiền Phong tổ chức lễ phát động chương trình cùng Tiền Phong nâng bước em tới trường tại trường Trung học cơ sở Cầu Giấy, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Hoàng Anh Quân là một trong số gần 70 học sinh của trường trở thành trẻ mồ côi sau trận lũ quét kinh hoàng tại thôn Làng Nổ sáng ngày 9 tháng 9. Đây là lần đầu tiên Quân đặt chân đến thủ đô Hà Nội. Em Hoàng Anh Quân oà khóc khi nhắc về nỗi đau quá lớn của mình. Sáng hôm ấy, bỗng nhiên có một tiếng nổ to, sau đó thấy đất đá mù mịt từ trên đỉnh núi xuống, con chạy đi và chỉ kịp hét lớn, bố ơi chạy đi. Chạy được một lúc con quay lại nhìn thì cả nhà và bố đều đã mất. Đã 20 ngày rồi, con vẫn chưa tìm được bố. Thầy Phạm Đức Vinh, hiệu trưởng trường, trường tiểu học số 1 Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, Lào Cai cho biết, nhà trường đã và đang nhận được sự giúp đỡ của nhiều cá nhân, tổ chức. Hiện nay, nhà trường huy động học sinh ở nội trú tại trường để đảm bảo an toàn, thuận tiện trong việc đi học. Ngôi trường này vừa mất đi 13 đứa trẻ và hiện vẫn còn 7 em đang điều trị tại bệnh viện. Thầy Vinh nói, các thầy cô cùng phụ huynh thay phiên nhau ở trường buổi tối lo cho các em. Tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường đang cố gắng khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra, tổ chức lại hoạt động dạy học và tạo mọi điều kiện tốt nhất, giúp các em sớm ổn định tâm lý, vượt qua khủng hoảng. Câu chuyện của anh Quân và người dân làng nủ đã khiến đại biểu thầy cô giáo cùng 1.500 học sinh của ba trường, gồm trường trung học cơ sở cầu giấy, trường trung học cơ sở trung học phổ thông Nguyễn Siêu và trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân xúc động. Em Phạm Vũ Hoàng Tôn, học sinh lớp 3, trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân, Cầu Giấy, Hà Nội, nói Em rất thương các bạn trên miền núi bị ảnh hưởng do bão lũ vừa qua. Dịp Trung Thu vừa rồi, trường em có tổ chức chương trình Trung Thu yêu thương, quyên góp ủng hộ, hướng về các bạn ở vùng lũ. Em Vũ Hoàng Yến, học sinh lớp 8, trường trung học cơ sở Cầu Giấy, cũng không kìm được nước mắt khi trực tiếp lắng nghe câu chuyện. Yến bày tỏ đây là một hoạt động ý nghĩa giúp chúng em càng hiểu thêm những mất mát khó khăn của đồng bào ta ở các địa phương. Cô Vũ Thị Ánh Tuyết, hiệu trưởng trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân, quận Cầu Giấy, Hà Nội, đánh giá đây là một hoạt động ý nghĩa mang tính nhân văn rất lớn, không chỉ về mặt hỗ trợ đồng bào sau lũ lụt mà còn góp phần lan tỏa giáo dục tinh thần tương thân tương ái đến với các em học sinh. Cô nói, tôi đã thấy những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt các em cũng như các thầy cô giáo. Tại buổi lễ phát động, ban tổ chức đã trao tặng sổ tiết kiệm trị giá 30 triệu đồng cho em Hoàng Anh Quân, học sinh mồ côi đầu tiên nhận hỗ trợ của chương trình. Cùng với đó, 14.000 thẻ bảo hiểm tai nạn cá nhân cũng được trao tặng cho các học sinh vùng cao. Nhiều cá nhân tổ chức cũng quyên góp ủng hộ, tài trợ cho các điểm trường khắc phục hậu quả sau bão lũ.